Chào anh em. Bây giờ lên xe đến rồi. Good. Bình thường không hỏi. Lệ em to nhưng đẹp cây nữa. Người nhạc thoát cho đàn bà. Ôi, chào buổi sáng nhá, bay dừa. Chào buổi sáng thành phố Đà Nẵng nè. Đây là chung cư rất là cao. Đây là nhà cao tầng nha. Hello, Nhưng đang từ từ. Hôm nay là chuẩn bị tắm nước biển nha. Lạc đã. Thế thôi kì này. Cầm hello ha. Quạ. Quên. Tôi kì hụt. Có hiểu con tượng tàu không ạ? Thế nhé bố mẹ. Ờ, thiệu hả? Thiệu nụ chuột đấy hả? Ờ, nụ chuột. Ờ, kia cái tin nụ chuột bố mình là. Nó bố ngọt hả? Không thấy đâu. Đây. À, kì nữa. Nước là. Cái nhà này. Cái này làm sao không? Thứ bước lại đẹp này. Thứ bước lại đẹp này. Bước này hả? Cái gì đó? Bước này. Bước này. Hello chủ tịch. Chăm đi tìm ác với mỏ. Bà chủ tịch mặt lệ. Mặt lệ. Mặt lệ. Ê nó. Mặt nè nó bột về tô con này. Ê nó đùi. Giúp mày mặc clip đi đi. Ác vấn đi. Ờ. Mi. Ê nó mặc vấn đi đi. Ác mày cứ ác vấn đi tắc xe. Tắc xe. À bồi. Đây là nhà cao tầng nha. À. Anh em không biết tên cứ hỏi mình. Anh em không biết tên cứ hỏi mình nhá. Không, tao là nhà cao tầng đó. Em toàn là hai tay hai em kiểu chạm cái này trong phòng tắm. Ngày hôm nay anh em đang đi quay nước biển tắm biển nha. Phan, chào buổi sáng Phan. Chào buổi chiều. Chào buổi sáng. Này, mồm ác với mà. Buổi trưa với em. Nghe. Nên đi chuột hả? Nên đi chuột lưới nình đi chuột. Tượng sang có mô tương bước, lai bước, 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 bước. Lần dùm rẹp này nó mạc cái lì. Bọc nó bốp mà bố hả? Mạc. Mạc ấy. Tiếng vật lấy bố hiệt sĩ. Tiếng vật lấy. Ờ. Ta thà tí bố tiêu vật túi lên mạc lên rồi. Này. Này trụ vào thành phố Đà Nẵng lên này. Này bè hiệt sĩ được lên lên này. Đấy. Nước biển này. Anh em ai cũng khao khát tắm nước biển. Đây là nhà chung cư cao tầng. Kia là núi nha. Ai là cuộc sống ở đây là vui vẻ.
Ôi rất là chói mọi người. Này các bạn, biển nghiệt ở đây à? Đà Nẵng. Đêm này. Hôm nay chào mọi người, hôm nay mình đến biển Đà Nẵng, coi biển này. Rất là đẹp luôn. Biển rất là đẹp luôn. Nước thì đẹp. Anh em theo chân qua biển. Mọi người ạ, biển Đà Nẵng rất là đẹp. Và có nhiều thứ mình cần chơi lắm. À ha. Coi kìa. Nhiều thứ lắm. Anh em mà cần qua Đà Nẵng thì qua biển nha. Chơi, tắm. Có một quầy bằng rác lao, quầy bằng rác lao nè. Hôm nay tắm nước biển buổi sáng nha. Qua buổi nào. Đây. Này lẹ mò cạn không này, quay lại cạn, bè cạn. Đưa lên. Tria xong này này. Mò thà ta này, tria xong này này. Tria đi mua nặng đi. Tria mới phải làm tôi xong. Quên quên có quay nhũ nào. Ê, nữ yên xịp, nữ yên lâm này này. Có một yên lâm nào, tự quay nào này. Quay này. Ô lẹo bồ. Nè, các bạn là, các bạn là. Chào mọi người nhá. Đây là biển, biển Đà Nẵng. Nè. Thú vui của mọi người đấy. Hoài xin đôi này. Gớt tiền hả? Nè. Rất vui được gặp mọi người. Phát thấy thịt trên trời. Anh đưa dòng ta đem niệm nam ác mà là mò cái mò được đẹp bác hả? Tốt này hợp liền là lắm nè. Người hà rơi lao nè. Hà rơi lắm nè. Đây thuê cái chăn này, cái chăn chín này. Cái chăn cao tầng. Lời bịt cho, bịt cho. Cái sàn 25 là 1 triệu nè. Này, cao tầng nha. Là một đêm là 5 ra 1 triệu nha. Chỗ mình ở chiều nay là 5 ra 1 đêm. Bây giờ khu này rất là đẹp. Gần biển 1 triệu hoặc là hơn triệu luôn. Ngày hôm nay là di chuyển để kiếm cái chỗ ăn cơm. Đó là đói bụng rồi, buổi trưa rồi nha. 10 giờ mới rồi, gần 11 giờ rồi nha. Ai cũng đi bộ ấy à, không phải là thuê taxi là không có tiền nữa. Bây giờ anh em phải đi bộ 4 cây số nha mọi người. Lên đường 4 cây số. Ai cũng khao khát đi bộ nha. Đi bộ cho nó khỏe người này. Ai muốn thuê xe đạp thì cứ thuê. Đi thoải mái, xe đạp nè. Một lần đạp 1.000 nhá. Đấy. Ai là đi bộ không nói và thuê taxi nhá. Và di chuyển để kiếm cái chỗ cơm người ta nấu. Mình ăn. Ra tới đảo nghỉ tới đó nha. Quay là gần là khách sạn luôn nha. Khách sạn đó là cao tầng. Nè. Nay mình quay đứng từ xa này là quay đứng rất là gần luôn nha. Nè, anh em mà thấy không? Này rất là cao luôn mà.
135 tầng nha. Rồi anh em đi bộ nha. À, đi bộ là nó là đẹp nha. Đó tha Việt Nam ở Việt. Này, bên này nem a khớp này. Nem a khớp này. Này. Chỗ này lấy nhà mỏ wifi với heo này. Này. Nè. Ya bên này đó là khu du lịch này hẻm tâm. Thì dòng ra chiếc lăng nào. À cái hết phép nó nhưng mà còn chùa nhưng mà mạc vậy. Ờ. Này nó sang này ngã một cái này có quài mọ tay này sang chị xong này. Sang chị nó quài này. Lạc luôn về sang này giờ chị đây ạ. Này có bòi chị đây nó có bòi dươn ta. Đây nó. Ở đây nó lọt tàu nó hèm tay rồi. Đúng là tàu, có tàu cái gì mà hèm vậy. Cái này lại một bạc cơ mẹ, lại bạc mẹ. À, nhà chung cư cao tầng. Hello. Nhớ cái thuần. Thuần. Lấy hả? Lấy mang kiểu đùm. Bố lệ lên nhỉ. Nhưng mà tôi này tính nó hạt cười cho tôi ngạn này là chốt mang. Tiếng chục. Mình nhìn là nãy hết kia này. Anh này lè mạ cho. Hả? Hết kia. Này nó, này. Hèm đây này. À, lấy cho bóng môn đặc sản này. Bởi cập thì đẹp phí một lỗ gà trâu cập ta. Gà trâu. Hình muôn đây là gà này. Cập ta là phí hình muôn đây này. Này em thư tại bao bực áo đây này. Mất bao bực áo. Mất bao bực áo hả? Ai chụp hình đi. Chụp lấy ngay tại chỗ luôn. Ờ ngay tại chỗ luôn. Tấm nhiêu vậy? 25 bạc bạc em. À dạ rẻ hả? Nó chụp lấy đoàn cả thoạt rồi. Tạ một trăm trăm rưỡi. Đoàn thì phổ. Lấy kìa tổng. Ai chụp đi kỷ niệm 25 ngàn, 25 ngàn đấy anh em, chụp hình đi, 25, 25 thôi nha. Chụp lấy tại chỗ luôn nha. Nè, công viên rất là đẹp. À, mặt ai cũng buồn hết nha, giờ buổi trưa rất là đói bụng rồi, ai cũng buồn hết ha. Tôi bắp bít ta lao một tấm ấy. Hay làm nghiêng đấy. Rồi hấp bọc ấy. Bít ta lao. Chung cư cao tầng nơi đẹp đẽ hơn thành phố của Đà Nẵng.
này 5 giờ chiều nha. Quay cho anh em xem 5 giờ chiều thành phố như là đông người đi. Xe máy, xe lớn, xe nhỏ, xe con cũng được hết nha. Anh em đi rất là đông nha. Ai cũng sẽ khao khát vì kia là quán nha. Tí thì mình sẽ qua kia, mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ mình đang ở bên này, chưa được qua bên kia nha mọi người. Nếu qua qua bên kia mình sẽ báo cho mọi người xem nha. Hôm nay đi kiếm đồ ăn rất là kẹt xe rất là nhiều nha mọi người. Ai cũng kẹt xe nhiều lắm bây giờ. Đi bộ lên này. Còn tôi neo chậm. Tôi nói ta. Xe rất là nhiều. Đi kiếm mà đồ ăn có luôn nè. Đủ giờ người ta đi về đi làm á, bây giờ đó